Hello, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cờ dâu Lilianer nha. Lưu ý đây chỉ là kinh nghiệm tôi góp nhặt được khi chơi Lilianer, nên có sai sót mong các bạn thông cảm. Trước tiên là trang bị phù hiệu và bảng ngọc. Đây là bộ trang bị quốc dân, đang toàn diện cả cấu rỉa và cào cấu. Nếu như đối thủ có nhiều tướng, hồi phục các bạn có thể thấy, sách chi hồn vào. Nhưng mình cũng dùng sách mà là sách thánh cho dù đồng đội van xin. Mình cũng dùng sách thánh vì dùng sách truy hồn sát thương sẽ yếu hơn. Và mình nghĩ Lilianer đủ sát thương để sốc đối phương. Tiếp theo là bộ trang bị khi bạn gặp, khi đầu cún hay bố mẹ anh đâu. Nếu như bạn muốn một cào chết, đập cầu thì hãy dùng trang bị này. Khi đầy đủ đồ thì bạn bán giày lên thập tự kiếm nhé. Các bạn cũng có thể sử dụng trang bị này. Tiếp theo là phù hiệu, có 3 cách lên phù hiệu. Phù hiệu một thiên hướng cấu rỉa, chưa 1 và 2, các bạn có thể thay băng xương vào. Nếu bạn thích cào thì đây phù hợp với bạn. Nếu các bạn sợ bị sốc thì thay xiên vào nhé. Kế tiếp là phần bàn ngọc, mình thiết kế ngọc theo thiên hướng, tấn công nếu bạn thích có thể thay đổi. Mình sử dụng 10 viên xuyên giáp phép, tốc đánh, 10 viên công phép xuyên giáp phép, 10 viên công phép hút máu phép. Sau đây là hai cách combo Lilianer dễ nhất, cách thứ nhất là 2-1-3-1-2. Cách thứ hai là từ dạng cáo, 2-1-3-2-1. Combo cách thứ nhất khi bạn ở xa, combo lại gần. Combo cách thứ hai giúp bạn áp sát, lại gần đối thủ nhanh hơn nhưng dễ lên. Bằng lắm nên các bạn lưu ý, có một điều thú vị là không phải linh đạn, nội tại kỹ năng một là thứ cho Lilianer nhiều sát thương nhất. Khi kỹ năng một trúng hai tướng địch trở end, Lilianer được cường hóa đòn đánh thường, gây sát thương theo phần trăm máu mục tiêu. Đây là thứ giúp Lilianer cào tà thần trong vài, gây như trên top top các bạn hay thấy. Ngoài ra kỹ năng 3 của Lilianer còn có cơ chế không bị chọn là mục tiêu trong một khoảng thời gian. Nếu bạn biết canh thời gian thì các bạn có thể né toàn bộ sát thương kể cả tế đạn. Và quan trọng nhất là một lưu ý nữa, khi bạn dùng kỹ năng 3 ở dạng cáo bạn sẽ không còn chiêu lướt đạo nữa, vì vậy đừng hoán hình khi thấy đối phương nhé. Các bạn dùng kỹ năng 2 ở dạng người để tăng tỷ lệ đối thủ trung linh đạn. Đấy là toàn bộ thứ mình biết về Lilianer còn thiếu. Điều gì mong các bạn để lại phần bình luận nhé. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that.